Hello, em xin chào tất cả các bác. Em lên sóng một chiếc bàn là của Nhật. Chiếc này là hàng xuất nha các bác. Điện nó 100V. Chiếc này mới keng nha. Chiếc này chưa sử dụng, có phun hộp sau lưng nè. Em để cái hộp làm quay chi tiết cho các bác xem. Này nó có công tắc. Nè các bác nhìn lên da sợi dây là biết nè. Mới keng. Em gặp chiếc đẹp em mới mang nó về giới thiệu với các bác, có nào có nhu cầu thì mua về sử dụng. Đây, anh Tây anh đang sử dụng cái bàn là hơi nước này. Trong này nó có hướng dẫn luôn. Đây. Giá của chiếc bàn là này là 800k nha các bác. Em test ok hết nè. Cái này bán cho vui thôi. Đây, điện lên 100V này. Hàng xuất đây. Bác nào thích thì alo trực tiếp em và kết bạn Zalo để các bác có thể xem nhiều sản phẩm khác bên em, ví dụ như đồng hồ, quạt máy. Coi mình xem thích gì thì ủng hộ bên em nhé. Em xin kết thúc video, chào tất cả các bác.